Hello cả nhà. Nhật Phạm xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày mới an lành, hạnh phúc, bình an và luôn luôn may mắn nhé. Hôm nay mình đổi cái chỗ ngồi thường ngày của mình đi, để mình lên đây mình chia sẻ các việc diễn ra ở Mỹ, cuộc sống của người dân Mỹ cũng như là cuộc sống của mình, vợ chồng mình và con mình. Thì hôm nay mình sẽ ngồi ở cái ghế đây. Hoặc là ngồi đây. Nó thay đổi đi một tí chứ ngày nào cũng cứ một cái cảnh đấy hoài, thay đổi đi một xíu nha các bạn. Không biết các bạn nhìn thấy mình rõ không, và không biết là cái âm thanh cái thiết bị này nó có bắt vào chưa. Mình tên là Nguyệt Phạm, mình có kênh YouTube tên là Tổng hợp Ngưỡng Mộ TV. Mình đang sống tại thành phố Cốc Beo, tiểu bang Texas. Thì hôm nay mình chỉ ngắn gọn để chia sẻ với các bạn là một số những cái việc thực sự là nóng bỏng đấy, mà mình cảm thấy rằng là nó cứ mỗi ngày, nó cứ mỗi diễn ra, mỗi quốc gia, mỗi đất nước, mỗi vùng miền, nó cứ đều đều rồi đều. Chỗ này thì chiến tranh, chỗ kia thì bão lũ, bão tuyết phủ, rồi đủ các cái thiên tai nó đến, nó ập đến, rồi làm ăn thì khó khăn đúng không các bạn. Mình ở cái cuộc sống này á, vẫn biết là nó mong manh là thế, nó cũng vẫn biết là nó vô thường là thế, vẫn biết là nó đến nó đi, thì cũng như Phật dạy đó, là có đến thì có đi, có sanh thì có diệt, mọi việc nó sẽ không thể nào mà mình là người trần, mình là người con người của chúng ta rất là mong manh và nhỏ bé, nên chúng ta không thể chống đỡ được cái thiên nhiên đúng không các bạn. Thì mình không có muốn làm mất thời gian của các bạn đâu, mình muốn chia sẻ ngắn gọn để không kéo dài cái thời gian ra, thì các bạn cũng cảm thấy không có thời gian để mà ngồi mà nghe mình tám quốc tế đúng không. Thì cũng như là mình đã từng nói với các bạn là cái kênh của mình, cái kênh Tổng hợp Ngưỡng Mộ TV, có nghĩa là một cái kênh mà truyền thông tất cả những cái gì mà mình nhìn thấy, mình nghe được, mình biết được, mình đọc được, mình trải qua nó, mình đi qua nó, mình đã ngẫm, đã ngộ, thì mình mới ra lên đây để chia sẻ với các bạn. Mình lên đây chỉ là chia sẻ chứ không phải là dạy dỗ hay là chê bai hay là có tính miệt thị hay nói này nói kia hay phân biệt vùng miền. Kênh của mình là một cái kênh gọi là mình chỉ mong muốn có những điều hết sức vui vẻ, tích cực mang đến để chia sẻ với mọi người, để mang đến niềm vui cho mọi người, để chúng ta cùng nhau mưu sinh, cùng nhau sống một cái kiếp người nó ý nghĩa hơn, và nó mang lại những cái giá trị về nhiều mặt. Thì tùy mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi quốc gia có cái sự lựa chọn khác nhau, có cái sự có cái luật pháp khác nhau, có cái sự cân bằng khác nhau. Con người mình cũng vậy, người thì thích làm việc này, người thì thích làm việc kia. Thì rất mong là các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách, nếu chưa đăng ký thì đăng ký kênh cho mình, like, share, bình luận, để chúng mình cùng tương tác, chia sẻ những câu chuyện hữu ích, cũng như mình truyền tải những cái thông tin để có thể là nó giống như cái duyên ấy. Ai hữu duyên thì ghé vào cái kênh của mình thì biết được cái thông tin nào đó có thể là sẽ giúp ích được một phần nào đấy cho ai đó, họ đang cần đến những cái thông tin đó và họ cần biết cái gì đó. Đó cũng là một cái cách để chia sẻ. Thì cái điều mà mình hôm nay mình chia sẻ là một cái tin không được vui cho nước Mỹ. Thứ nhất là các ngân hàng thì nó sụp đổ như vậy, đời sống của người dân Mỹ càng ngày càng eo hẹp, càng khó khăn. Và ở Mỹ cũng đang cảnh báo là sẽ tăng lãi suất năm nay một lần nữa, tức là lần cuối cùng tăng lãi suất. Và đương nhiên là các cái giá cả tiêu dùng hàng hóa, ăn uống sinh hoạt các thứ, mọi thứ nó đều tăng. Ví dụ như là hôm nay mình đi mua một cái bịch đất để về mình trồng cây, thì mới năm ngoái thôi,
tính ra là mới cách đây mấy tháng thôi các bạn, thì nó có 8 đô, 8 đô, 8, 8 đô mấy, nói chung là 9 đô. Và bây giờ nó lên 12 đô. Tức là nó 11 đô 99. Cái tính thuế nó thì có phải 12 đô mấy không? Đó. Nó lên kinh khủng luôn, nhưng mà đồ ăn cũng vậy. Tất cả vật giá lên, không phải nói là tiền lương nó không thể mà nó bò theo nổi cái tiền mà nó bị lạm phát, nó bị mà tăng giá mọi những cái sinh hoạt, nên càng ngày đời sống của người dân càng khó khăn. Đó là cái việc thứ nhất. Và họ mới thống kê luôn là người người gốc Mỹ ở đây này, tức là người Mỹ trắng ấy, thì họ đã giảm thiểu rất nhiều, và họ không có, giống như họ không có muốn, có ý định để mua nhà, vì họ không có tiền chi trả cuộc sống hàng ngày, những cái kinh phí hàng ngày, những cái chi phí hàng ngày, nên họ không có nhắm tới cái việc mua nhà. Đó là người Mỹ trắng, mà người Mỹ trắng cũng là người đa số những người thành công, thành đạt, những người làm công quyền, những người có ăn học, có bằng cấp. Còn người Mỹ đen thì gần như là bị đi xuống. Họ thống kê đấy, tức là trước kia thì cần chẳng hạn như 10 người thì có độ 4 người, người ta 3 4 người người ta mua được nhà, nhưng bây giờ gần như là không đến một phần ngàn luôn. Tức là họ bị giảm hẳn xuống. Đấy là người Mỹ đen, là không thể nào nghĩ đến chuyện mua nhà, không thể nghĩ đến được. Và nữa là người ta lại thống kê mà một cái có cái buồn, nhưng nó lại cũng có cái vui, là thống kê những người mà gốc Á, là những người trong đó có người Việt mình đúng không, gốc Á có nghĩa là người Nhật, người Trung Quốc, người Việt Nam, người Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar các thứ đó, thì nói chung là người gốc Á nhưng mà sinh ra Mỹ hoặc là đến định cư Mỹ, thì là lại họ mới thống kê lại tăng lên rất nhiều lần để mua nhà. Tức là họ có nhu cầu mua nhà, họ họ mua được nhà rất là nhiều. Đó, thế nó mới lạ. Mà thực chất nó là như vậy đó. Thực chất mình thấy vậy, đúng, đúng là như vậy. Cái người châu Á nó có một cái điều mà mình cảm thấy là rất hay ở chỗ là trong bối cảnh nào, trong hoàn cảnh nào, trong một cái môi trường nào, thì người ta cũng sẽ khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, và người ta cũng sẽ có cái biện pháp, cái cách để người ta căn cơ, người ta cân bằng cuộc sống, người ta tiết kiệm, người ta làm sao đó để người ta vẫn phải có một cái tổ ấm, có nghĩa là một cái nhà để người ta che mưa che nắng, để người ta có một cái nơi ổn định để người ta sinh sống. Đấy là người 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 Việt nói riêng và người châu Á nói chung. Thì mình thấy cái điều đó là một cái điều rất vui. Đó là báo Mỹ thống kê nhé. Và nữa, một cái câu chuyện mà mình cảm thấy nó giống như là một cái gì đó trong chuyện cổ tích, hay là cái chuyện gì, như là kiểu cái chuyện mà giống như kiểu phim truyện người ta dựng lên thôi, chứ không phải như là đời đời thường, mà nhất là đời ngày nay hiện đại như thế này, mà nó lại xảy ra tại nước Mỹ. Các bạn có biết không? Nó một là một tin rất buồn, rất là đáng thương. Đó là chỉ qua có một đêm thôi, là một ngôi làng, một thị trấn bị xóa sổ, bị xóa sạch, san bằng. Nhà cửa, xe cộ, người chết. Tức là một cơn lốc xoáy xóa băng nguyên một thị trấn ở Mỹ cách đây 3 bữa. Và hôm qua và hôm nay luôn. Ngày hôm qua, đêm hôm vừa rồi đó, và ngày hôm nay là 8 bang đang bị lốc xoáy, và cũng có chết cũng rất mấy chục người, nói chung là vậy, và cũng đổ sập biết bao nhiêu căn nhà. Các bạn thấy đó, gần như cái video nào mình cũng nói đến việc không ở chỗ này thì chỗ kia, trên đất nước Mỹ sẽ có từ 5 bang, 10 bang, 20 bang, 30 bang, 35, 36 bang bị bão tuyết, bị lũ lụt, bị động đất, bị kinh khí cầu lạ ở đâu đâu bay đến, rồi bị thiên thạch, thiên thợ đồ rơi xuống cho thân, nó tùm lum. Ngày nào cũng có những cái tin rất là ghê gớm, rất là sợ, đáng sợ. Và cái điều đó thì con người của mình không thể nào mà mỏng manh nhỏ bé vô thường thế này thì mình không chống đỡ được. Đó là cái chuyện mà gọi là của trời của đất.
Thì mình với thấy là một cái đất nước thôi, nó chỉ trong có một đất nước Mỹ thôi, cứ cho là đất nước Mỹ rất là rộng, phải thừa nhận như vậy, đúng là nó rộng, như cái bang mình ở gần gần bằng ba nước Việt Nam mình, bang Texas, nhưng mà nó xảy ra rất nhiều những cái việc đau lòng và nó đến rất là nhanh luôn, thậm chí con người mình không kịp trở tay. Rồi tới đây nữa, mình không nói về chính trị nhưng mà đây là báo đăng đàng hoàng. Nếu mà Tổng thống Trump mà bị kết tội mà bị kết án, mà nếu mà Tổng thống Trump mà bị bắt nữa thì nó cần đi riêng đâu. Mà cũng mừng là cái đấy cũng thực sự là gian lận thôi, chứ cố tình làm vậy thì ông không tranh cử năm 2024. À, người dân Mỹ người ta biết hết, nhưng mà thôi cả mình là người dân nhỏ bé mà. Báo đăng sao nói ra thì mình nói vậy thôi, chứ mình cũng chả tham gia mấy cái chuyện. Chuyện đấy là của những người người ta làm lớn, mình nhỏ bé mong manh làm gì đâu, miễn là lo được cho gia đình mình khỏe mạnh bình an, có việc làm ổn định để sống, cho nó gọi là nó không có đến mức độ mà phải thiếu hụt là đã mừng lắm ở trong cái thời buổi này. Nên là mình cũng muốn lên đây chia sẻ các bạn một chút xíu là những cái chuyện ngắn gọn như vậy, còn rất là nhiều việc mình nói thiệt với các bạn, nói nhiều ra mình thấy cũng không không thích mấy, thực sự những cái điều này là những điều không tích cực gì mấy, nên mình chỉ mong muốn là cả thế giới mình, Mỹ, Việt Nam và tất cả các nước trên thế giới cầu cái thế giới hòa bình, quốc thái dân an, tiêu tai giải nạn, tất cả chúng sanh đều được độ thoát. Cầu mong tất cả mọi người trên thế giới, người người nhà nhà đều được hạnh phúc bình an khỏe mạnh, làm ăn thì tốt lên, mọi việc nó đều có tai nạn gì thì nó cũng nhanh qua đi đó. Chứ còn bây giờ mà nói ra nhiều nhiều việc lắm các bạn, rất rất nhiều việc. Bây giờ Amazon này với lại những cái công ty gì mà mình chỉ cần biết là cái công ty chuyên môn sản xuất gà đó, họ cho nghỉ mấy chục ngàn người, mà trong đó người Việt Nam mình rất nhiều làm ở đó, những cái hãng đó, tại vì người lớn tuổi không xin được những cái việc mà nó cao cấp hay là nó phải có bằng cấp rồi tiếng Anh nhiều, thì thường thường là vào những cái hãng cái kiểu như vậy thôi. Hãng đông lạnh thì lương nó cao nhưng mà cực lắm, lúc nào cũng lạnh cóng nhớt nhát, phải mặc đồ như bác sĩ á, bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm, đeo găng tay, mặc đúng giống như người mình đi lên trên hành tinh, người hành tinh giống như đi lên trên cái gì sao hỏa rồi đó, mặc đồ trắng toát từ đầu đến chân, giày dép cũng trắng luôn đó. Mình thấy tại vì mấy người bạn làm xong chụp hình gửi cho mình coi mà, nên mình biết rồi. Bao nhiêu là công ty lớn đều sa thải công nhân, việc làm thì càng ngày càng ít đi, các công ty thì càng ngày càng bị sụp đổ, ngân hàng cũng sụp đổ, rồi chứng khoán rồi các kiểu, rồi cái ngành neo cũng vậy, quên mình nhắc sơ đến cái ngành neo. Cái ngành neo là nó ế mà họ bảo là chưa có bao giờ mà cái ngành neo lại ế như vậy, ngồi kiểu như cứ ngồi đợi khách, như kiểu như ngồi đếm thời gian đợi từng từng người khách vào, xong là chia thơn đó. Tức là chia chia cho nhau những cái người thợ đó phải chia cho nhau ngồi đợi, rất là khó khăn luôn đó. Xăng cũng lên, gạo thóc mắm muối hành tỏi gì lên hết trơn. À nhưng mà nó lại có một cái việc mà mình cảm thấy nó lạ. Đã kinh tế khó khăn, đã làm ăn khó khăn, đã phải chi phí nhiều vấn đề ở cái đất nước như thế này, nhưng mà cái người Mỹ người ta giòn tay lắm, người ta có tiền là thứ bảy chủ nhật là người ta đi, người ta sắm đồ cả đống cả thiên, xong người ta tiện tay luôn nữa, là người ta chỉ để một thời gian người ta không xài là còn mạc còn tem luôn, hoặc họ mới xài 60-70%, 80%, tức là xài mà còn cái độ mới của nó. Như cái mình lâu lâu mình vẫn quay tích à mình quay TikTok, với mình quay cái gì YouTube Shop của mình nữa, cái kênh YouTube Shop của mình ấy,
là mình hay đi tập thể dục buổi sáng là mình thấy cho người ta vắt đồ thiệt đó. Mình mà có cái kho thiệt đó, mình mua vào chắc mình chất đấy xong mình bán, có khi mình được rất là nhiều tiền luôn thiệt. Cho những cái máy tập thể dục còn mới nguyên, quạt còn mới nguyên, bàn ghế còn mới nguyên, xe đạp còn mới nguyên, giường nệm còn mới nguyên, lò nướng, tất cả nồi xoong bát đĩa, nói chung là tóm lại là người Mỹ người ta vô cùng pha phí, vô cùng pha phí, vô cùng lãng phí, vô cùng họ chịu khó để sắm đồ và chịu khó vật đồ. Đó là một cái điểm mà mình phản bác và mình cảm thấy ừ thì cứ cho đấy là văn hóa của họ, nhưng mà đó mình cho là văn hóa, đấy là văn hóa vô minh. Thì mình nói vậy cho nó nhẹ chứ nói theo kiểu ngờ u thì nó kỳ quá, nên là nói theo kiểu Phật cho nên nhẹ nhàng, gọi là Phật gọi là những cái người mà như vậy ấy, là vô minh, tại vì chính họ là cái máy đi làm ra tiền, là cái công cụ để mà đi kiếm đồng tiền, nhưng mà họ lại không biết tiết chế, không biết làm sao đó cho nó cân bằng cuộc sống của họ. Họ đừng có tiêu pha quá nhiều về những cái thứ mà họ không cần thiết, họ toàn là bằng nhìn thấy cái mắt người ta gọi là hãy mua những cái gì mình cần chứ đừng có mua những cái gì mình thích. Đó, những cái gì mà mình thích thì chỉ là một con mắt thoáng qua mình biết ô cái này đẹp quá, thôi mua về, mua chưa chắc đã xài, chính bản thân mình đã trải qua những cái điều đó. Nhưng mà đến một lúc nào đấy mình ngộ thì mình thấy nó, mọi thứ nó không cần thiết. Mình lấy cái gối này mình ôm cho nó đỡ ngại ngại cái tay cái chân tí, nó đỡ thừa thừa. Thì mình nghĩ là các bạn cứ 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 thử trải nghiệm mà ở cái đất nước này mà xem, hay là mình nói cái này thì các cô chú anh chị em những người đã sang Mỹ sống thì chắc chắn là họ hiểu và họ biết tất cả những cái gì mình nói là hoàn toàn sự thật, chứ không phải mình thêu dệt, mình nói sai chữ thật hay không có cơ sở nhé. Họ vất đi mà có những cái mình cảm thấy á, họ dở thiệt đấy chứ. Trời ơi, cái tiền đó là cái tiền mồ hôi công sức của họ, phải thức đêm dậy sớm, họ phải đi làm cực khổ họ mới có được đồng tiền. Họ có tiền đó thì họ đi mua, nhưng có phải là trời ơi, nếu mà nói dư cũng không nên mua vậy chứ đừng có nói chi mà họ đâu có dư. Ta nói là họ thống kê 60% người Mỹ không có đủ một cái tháng lương trong tài khoản của họ, nhất là cách đây mấy năm ấy chứ bây giờ còn không có một 100 đô ấy, chứ đừng có nói chi mà mấy một tháng lương. Chỉ có những cái người Mỹ mà mình thấy chính xác luôn, có luôn, là những người hàng xóm của mình, là mình thấy như này, cái thành phố Coppell của mình là đa số là người Mỹ trắng với người Ấn Độ. Thế thì sao, người Mỹ trắng và người Ấn Độ đặc biệt là họ đi làm là bằng cấp, họ có bằng cấp, lương họ rất cao, và họ cũng đi, tức là sanh ra rồi họ lớn lên họ đi học xong họ có bằng cấp xong họ đi làm, là cứ quá trình họ như vậy và họ đóng thuế đầy đủ, họ làm tất cả mọi công việc mà chính sách xã hội đã đưa ra, tất cả mọi thứ họ không gian lận, họ không làm sao hết, và họ cứ miệt mài họ đi làm mấy chục năm như vậy, thì chắc công nhận là cái thành phố Cốc Bèo này cực kỳ là giàu, và những người về hưu, đa số thành phố này là thành phố mà những người về hưu họ ở đây, tại vì nó rất là yên tĩnh thanh bình và nó rất là lịch sự an ninh đó. Vì vậy nên là mình phải thừa nhận rằng những ông bà Mỹ, những ông bà Ấn Độ mà khi họ về hưu thì tiền của họ rủng rỉnh. Vậy cho nên các cái tiệm nail của người Việt họ rất khôn, họ đi đến đây họ cạnh tranh, họ mở săn sát nhau. Vì sao? Không phải là săn sát, ở Mỹ nó không cho phép phép một cái mall mà mở hai quán phở, mở hai cái tiệm nail hay mở hai cái văn phòng luật nhá. Ở đây nó đặc biệt quy định là một cái mall chỉ được phép mở một loại mặt hàng, không có được phép rồi bắt đầu đến mall khác lại vậy nữa. Thì cái khu vực này của mình thấy này nó cũng nhiều mall nhỏ nhỏ chứ nó không to lắm, nhưng mà chỗ nào cũng có một cái tiệm nail của người Việt. Chỗ thì khoảng 12 ghế, chỗ thì 8 ghế, chỗ thì ba ba mấy ghế. Thì mình thấy là vì là cái thành phố Coppell là thành phố rất là giàu, và người Mỹ trắng thì họ xài rất là sang, họ bo tiền bo rất là nhiều. Vì vậy nên anh em đồng hương của mình, những người mà làm ngành nail á, họ đến đây họ mở rất là đông. Nếu mà muốn gặp người Việt mà muốn hỏi cái gì hay muốn chơi với họ thì cứ ra tiệm nail, bảo đảm đi bộ ra hai ba chỗ chỗ như mình
tha hồ ngồi táp. Nhưng mà mình lại không có tính đó. Nếu mà mình cứ đi siêu thị thì mình ghé vô chỗ đó là kế bên cái tôm thung à, thì mình có ghé vô tí mình chào mấy người xong mình đứng nói độ vài câu thiệt xong mình đi thôi, mình không mà mọi người cứ dặn mình lẽ rảnh ra đây chơi nhé, họ cũng mấy anh chị em cũng tình cảm nhưng mình không thích tám cái kiểu đấy. Mỗi người có một cái cuộc sống riêng và ngành nghề riêng, mình cũng không tham gia sâu. Mình thấy là tất cả mọi thứ đều đang rất 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 khó khăn. Thì bây giờ trong cái đời này mà Phật đã nói là đời mặt pháp, tới nỗi mà kể cả những cái chuyện mà đi giảng kinh này, giảng về đạo này, giảng về đến nỗi mà nói về đạo này, cũng loạn đạo luôn, không biết nghe ai, không biết nghe thầy nào, sư cô nào luôn, không biết đọc cuốn kinh nào, hay không biết nên đi theo con đường nào. Nếu như mình không định được thì mình sẽ bị cả một cái rừng pháp giảng mà không biết nghe ai luôn á. Người này thì bảo thế này, người kia bảo thế kia, người kia phải bảo tu thế nọ, người bảo kia thì bảo phải tu thế kia, không biết ai luôn á. Không biết là nên đi theo con đường nào luôn đấy. Cho nên Phật mới nói là đời này là đời mặt pháp. Mình chỉ nhẹ nhàng có mỗi câu Phật hiệu với lại thiền có vậy, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì mình chỉ có một ông thầy là chính mình vậy. Có nghĩa là mình chỉ biết đến cái câu Phật hiệu và mình chỉ lấy chính cái bản thân mình, cái sự tin tưởng của mình làm mình vậy thôi, chứ mình chả biết tin ai nghe ai. Tin vào mỗi bản thân mình, chính mình, và đi theo con đường mà Phật giáo hóa, những cái gì mình cảm thấy nó đúng với bản thân mình, với cái năng lượng năng lực của mình, với cái căn cơ của mình, với cái nghiệp quả của mình, với cái nhân duyên của mình. Đấy gọi là con đường mà mình đi đúng đó. Mình cảm thấy là mình đã làm được nhiều những cái việc mà trước kia mình không làm được, thì đó có nghĩa là đã tu đúng đường và đã chuyển. Thì cũng như tại sao mình lại cứ bất kỳ một câu chuyện nào mình đã nói rồi, kênh của mình là một cái kênh hữu duyên, nếu mà ai mà vào mà ghé mà cùng chia sẻ tâm sự, nói chuyện, chúng ta cùng chia sẻ thế này thì đấy là một cái duyên. Còn nếu mà các bạn đi qua các bạn lướt cũng không có sao, đấy là không phải duyên. Thì bây giờ mình nói nhé, cái kênh của mình lập ra không mang tính chất để kiếm tiền. Tại vì tôi nói thật với các bạn một câu, có khi các bạn không có tin. Giàu nghèo nó đã có số cả rồi, nhân quả gieo từ kiếp nào, hoặc cái người đấy tự nhiên nổi tiếng là cũng bằng cái nhân quả của họ, họ phải làm cái gì đó để họ nổi tiếng. Hoặc có những cái người cha là cái gì cũng nổi tiếng, coi như là những người nói rất hay chả ai thèm coi, nó cũng là cái nhân duyên hết chứ không phải tự nhiên. Không phải muốn mà được, mà không muốn cũng không xong. Vậy cho nên Phật thường thường các cụ cũng hay nói là nghiệp nó do từ cái miệng này, từ ý nghĩ này, ý dẫn đầu các pháp mà nghiệp nó cũng từ cái đường, cái miệng là cái gì, vừa nói này, vừa gào vừa thét vừa hát vừa làm, nói chung là tùm lum nó có cái miệng này đúng không, xong lại cần lần cái gì nữa, ăn cũng đường nó, ăn tùm lum tà la cũng nó luôn, cũng cái miệng này luôn, cái miệng nó bé tí mà nó làm đủ trò, làm cho người ta hạnh phúc cũng do cái miệng. Bởi sao? Nói những lời ái ngữ thì người ta cảm thấy an vui hạnh phúc, còn có khi nói những lời thô cục chửi rủa người ta, miệt thị người ta, làm cho người ta khổ đau, một lời nói như cân dao lam cắt vào da và thịt họ, vào tim và gan họ, làm cho cả đời người ta vùi dập cũng bởi cái miệng, làm người ta hạnh phúc cả đời cũng bởi cái miệng đó. Chính vì cái điều đó nên chúng ta phải biết định và chúng ta làm sao đó để chúng ta tồn tại được trong một cái bối cảnh như thế này. Người người nhà nhà cả thế giới này đang phải chịu tác động bởi trái đất đã già đi, đấy là một điều thật, cái đấy là tôi tin, hoàn toàn tôi tin nó đã già đi. Nó già đi thì nó sẽ có ngày nó sụp đó, nó cứ bị từng kiểu như bị từng từng tí một, chứ nếu nó ụp một phát
mọi người cùng đi hết thì lại thấy nhẹ. Nhẹ sao? Vì không còn người ở người đi nữa, không còn đau khổ nữa. Ai tu thì về cái cõi đấy mà tu, ai không tu thì về cái cõi không tu. Đó, vậy đi. Nhưng mà đây nó lại không vậy. Nó lại cứ ụp chỗ kia tí, ụp chỗ nọ tí, ụp chỗ này tí, chỗ này thì chiến tranh, chỗ kia thì chết đói, chỗ nọ. À quên, cần nói đến đói nữa chứ. Ở bên cái nước của cái ông ổn, ông huyết rồi đó. Cái ông mà nhiều hạt nhất hay sao đó. Một ngày chết hơn 100 người. Chỉ có bị chết đói. Mà cái thành phố lớn nhất của cái nước đó. Vậy mà lại cứ một ngày chết hơn 100 người chết đói. Nhưng mà hạt thì nhiều lắm. Lúc nào có tiền là sản xuất hạt. Hạt nhờ, nhưng mình không có nói ra, nói mất công. Đó, các bạn thấy nó cháy khoáy chưa? Rồi cái gì? À, người nghèo thì chỉ mong có một cái phòng nhỏ để họ ở, để họ không phải bỏ cái tiền đi làm cực khổ ra để họ thuê. Họ chỉ có mong có một chỗ để về họ ngã lưng, để gia đình vợ chồng con cái họ đi làm đi học có chỗ nương mưa che nắng, có chỗ nương thân. Thì có những người giàu trên thế gian này đầy, ở không hết, để nhà hoang đó. Các bạn xuống quận 9 mà xem mấy ngàn căn nhà ở dự án Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, quận 9. Tôi đã từng xuống đấy và cũng mua qua bán lại ở đấy mấy mấy miếng ở dưới đó. Nhưng bây giờ tôi đã bán sạch không còn miếng nào. Bây giờ mấy ngàn căn nhà xây lên đẹp lung linh, một trệt hai lầu, không có một bóng người ở, chỉ có thấy có biển treo. Là tại sao mà tôi bị biết? Bởi vì những cái bạn kinh doanh môi giới bất động sản ở quận 9 đã đưa hình ảnh cho tôi và tôi đã biết điều đó. Vẫn cần chơi với nhau mà. Chứ đâu có phải là tôi đã đi đâu mà không, tôi không biết. Các bạn có tin thì hãy về quận 9, đến hỏi phường Trường Thạnh, dự án Đông Thăng Long đâu. Nổi tiếng đó, cái dự án này là nổi tiếng đó, mà nổi tiếng đó. Gần 20 năm nay rồi luôn đó. Nhưng mà bây giờ đất vẫn để hoang. Nhà xây lên mấy ngàn căn mới xây đây, cách đây độ khoảng vài ba năm. Để hoang luôn. Chỗ thì họ, những cái chủ đầu tư họ mua, họ ôm hàng, họ treo biển cho thuê, không ai thuê. Họ treo, người thì treo biển bán, người thì treo biển thuê, không ai mua, không ai bán. Nói chung là cái dự án người ta gọi là dự án ma đấy, vậy đó. Ở quận 9 rất nhiều chỗ, và ở Việt Nam không thiếu gì những cái nơi nó để nhà hoang như vậy. Mà những cái người chỉ mong có một cái căn phòng nhỏ để ở, không có. Không có một miếng đất cắm rồi. Tiền ăn kèm chẳng đủ thì lấy đâu mà có nhà có đất, bởi cái nhà đất nó đắt như vậy thì người giàu vẫn cứ càng ngày càng giàu lên, người nghèo thì cứ nghèo đi, xong rồi cuối cùng chết không mang theo, sụp một phát vất hết nhà cửa đất đai vàng bạc châu báu đô la kim cương hạt xoàng, đâu còn gì đâu. Nhưng mà người sống thì nó không được cân bằng, đấy gọi là không cân bằng. Người giàu quá ăn không hết, kẻ làm mệt chẳng ra, người nhà ở không hết, một mình ở hai ba căn chỗ này thì để rán ở, chuột ở, cóc ở, người ta ở, đóng cửa im ỉm im ỉm suốt không có ai ở. Còn có người là hai người già ở một cái căn nhà to trần dần, xong thuê người giúp việc ví dụ đó. Có nghĩa là có rất nhiều người giàu, người ta cứ thì đánh răng người ta giàu thì người ta sướng. Nhưng mà cái vấn đề mà quy hoạch phân bổ để cân bằng xã hội thì bảo đảm Việt Nam mình cần thua xa các nước, nhất là với nước Mỹ. Thật. Ví dụ như tôi nói một cái câu ví dụ này nhé. Với cái đời sống của người công nhân ở bên này, ví dụ như chồng tôi và tôi là công nhân rõ ràng nha, không có bằng cấp, không có tiếng Anh, đi vào đây đi sang đi 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 làm, đi làm hãng, ok. Lương của chồng tôi hơn kỹ sư ở Việt Nam, hơn nhà báo phóng viên ở Việt Nam, hơn rất nhiều những cái người giỏi ở Việt Nam, những cái người mà có bằng cấp, ít nhất nói vậy. Nó trả lương vậy. Vì vậy nên nó không có phân biệt giàu nghèo, vì vậy nên là người ta có thể ăn được con tôm hùm. Đấy, đây là mình nói thật. Ăn được tất cả những cái thứ cao lương mỹ vị mà người giàu ở Việt Nam ăn được thì người công nhân ở bên Mỹ người ta vẫn ăn được. Bởi vì lương người ta được trả xứng đáng. Lương người ta trả để phù hợp với cái mức chi phí của họ, chứ không đến mức độ là như công nhân ở Việt Nam.
Không, đây là mình phải so sánh, mình có cái não mà, có cái mắt nữa mà, để nhìn để biết mà. Đấy là do cái sự mà cái phân bổ, cái cân bằng, cái kiểu như là cái gì gọi là chênh lệch giàu nghèo, mà kiểu như xã hội nó rất là vậy, như vậy là bất công lắm đó. Người ta cũng sinh ra một con người mà, cũng ở cùng một đất nước, cũng cha mẹ sinh ra máu thịt tim gan phổi phèo, nhưng mà đến cuối cùng thì người thì quá nghèo khổ, mà người thì quá giàu có. Đương nhiên là mình không phản đối là người sao lại giàu có, nhưng mà lý do nó là như này, cái vấn đề chính sách, chính sách ấy. Ví dụ như bây giờ ai mà người ta mua nhà đất nhiều quá thì mình phải biết làm sao đánh thuế cho người ta thật cao, để người ta không thể nào người ta mua được nhiều hơn nữa, để cho người nghèo người ta cần có cửa. Mình thì mình nói là vì bởi vì mình sao mình cứ nói thêm Phật pháp tâm linh vào, và mình nói đến những cái việc mà tại sao phân biệt giàu nghèo nhiều như vậy, nó diễn ra nhiều như vậy, và tại sao nó lại có những cái này cái kia, thì mình rất là mong muốn là những bạn hữu duyên đến đây thì cái kênh của mình là cái kênh như vậy đó, nó chỉ là cái kênh như thế, và nó như thế có nghĩa là mình sinh ra mình có cái phận sự nói những cái điều thế vậy thôi. Còn ai hữu duyên, ai đủ duyên đến đây ghé thăm kênh của mình thì mình cảm ơn thì biết ơn. Và bây giờ mình xin dừng video đây và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn luôn khỏe mạnh, bình an ở trong cái cuộc trần gian này. Nó rất là bấp bênh và mỏng manh, vô thường lắm các bạn. Nam Mô A Di Đà Phật.